Loa tép xôi xì, xôi xè xè. Đây là loa tép xịn nhất thế giới, cặp 1 triệu, xịn gấp 5 lần loa Mỹ các bạn nhá. Rồi, khi lắp vào bộ dàn, chạy chung âm ly cũng đẩy thì tiếng xôi xì xè xè ra tép này sẽ to hơn tép theo loa gấp 5 lần. Đấy gọi là loa xịn. Còn những cái loa mà không sôi nổi, đấy gọi là loa lì, độ nhạy thấp. Đó nhá, đây là 1 triệu một cặp loa xịn nhất thế giới. Nhiều anh em thì chơi cả loa Mỹ, về lắc khi lắp tép này thì vào thì lập tức cái tiếng xôi xì ra tép này nó to hơn loa Mỹ gấp 5 lần. Đấy, đấy gọi là xịn gấp 5 lần loa Mỹ các bạn nhá. Đây là loa xịn. Độ nhạy cực cao. Nét gấp 5 lần loa Mỹ, 1 triệu một cặp. 1 triệu một cặp, dấu hiệu nhận biết loa xịn. Khi chạy chung một âm ly vang đầy. Nói chung là chạy chung một bộ dàn, khi lắp tép này thì tiếng cái xôi xì 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 ra tép này sẽ to hơn tép theo loa từ 3 đến 5 lần. Đấy gọi là loa xịn. Còn những cái loa mà các bạn khi chạy chung một âm ly mà không sôi nổi, đấy gọi là loa lì, độ nhạy thấp. Hiểu chưa? Đây mới gọi là xịn này, xịn nhất thế giới, 1 triệu một cặp.